Bậc giác ngộ khi nhìn vào một cái cây sẽ không chỉ thấy một cánh rừng, mà còn thấy cả một sự sống ẩn tàng trong cái cây đó. Ngài thấy một trật tự kỳ diệu được lập trình và vận hành bền bỉ theo thời gian qua hàng triệu, hàng tỷ năm. Chắc chắn, trong mỗi hạt cây đều phải chứa đựng một chương trình phần mềm nào đó đã được thiết kế sẵn để chuẩn bị cho một sự nảy mầm kế tiếp. Loại nào ra loại đó, tuy cũng có giống, có loại khác nhau ít nhiều. Nếu bạn muốn khám phá sự thật về cuộc sống và những bí mật đằng sau sự hài lòng của hạnh phúc vĩnh cửu, video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sự vô thường, bất tại nguyện trong cuộc sống, cách chấm dứt sự đau khổ bằng nhận thức đúng đắn và trở về với bản chất tự nhiên của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để khám phá bí ẩn của đạo và giải mã những câu hỏi về cuộc sống thông qua video này nhé. Hãy cùng tham gia video này một cách cẩn thận để lắng nghe những lời khuyên sâu sắc từ những bậc thầy về tâm linh và triết học Đông Phương. Một lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Nguyên văn câu này như sau: Nhất diệp tế mục, bất kiến Thái Sơn. Trích trong Hát Quán Tử Thiên Tắc. Ý nghĩa của câu này là thấy cây, không thấy rừng, chỉ thấy bộ phận, không thấy toàn cục. Ví với bị mê hoặc bởi hiện tượng tạm thời hoặc toàn cục, không thể nhận thức được bản chất của vấn đề hoặc toàn diện sự vật. Trong điển cố có ghi chép lại như sau: Xưa có một chàng nho sinh ra cảnh bần hàn. Mặc dù hàng ngày luôn chăm chỉ đọc sách, nhưng mà anh lại cổ hủ vô trí, mãi vẫn không ngộ ra được những điều cao thâm. Một hôm anh đọc trong cuốn Hoài Nam Tử, thấy có câu rằng: Đường lang tí thiền tự chứng diệp, khả dĩ ẩn hình. Nghĩa là con bọ ngựa bắt ve nấp sau lá cây có thể ẩn hình. Có nghĩa là bọ ngựa muốn bắt ve nên nó ẩn mình sau chiếc lá để đợi thời cơ. Và nhờ chiếc lá ấy mà nó đã trở nên vô hình trước mắt con ve. Chàng nho sinh cứ ngỡ rằng anh vừa mới học được một đạo thuật cao siêu. Thế là anh ta đi khắp nơi để tìm cho được chiếc lá kỳ diệu ấy. Tìm mãi, cuối cùng anh cũng thấy trên cây có một con ve đang đậu sau chiếc lá. Chàng nho sinh mừng rỡ vội vàng hái xuống, nhưng vì bất cẩn, anh lỡ tay đánh rơi chiếc lá xuống đất, lẫn lộn trong đống lá rụng. Mất cả ngày trời tìm kiếm ngược xuôi, vậy mà phút chốc lại thành công dã tràng sao? Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, anh ta nghĩ ra cách là mang toàn bộ đám lá về. Về nhà thấy vợ, anh lấy từng chiếc che mắt rồi hỏi: Nàng có nhìn thấy ta không? Vợ anh thật thà đáp lại: Thấy chứ. Rồi anh lại lặp đi lặp lại với một chiếc lá khác. Sau nhiều lần như vậy, người vợ không thể chịu đựng được nữa những câu hỏi vô nghĩa của anh chồng, bèn bực mình nói rằng: Không thấy. Anh ta tưởng thật, liền mang chiếc lá có thể tàng hình ấy ra ngoài ăn trộm, nhưng mà rất nhanh chóng đã bị bắt tại trận. Sau khi quan sai nghe rõ sự tình, ông mới cười lớn bảo rằng: Chàng ngốc ơi là chàng ngốc, cậu có đọc bao nhiêu sách thì cũng chỉ là một con mọt sách thôi, chỉ biết lấy lá che mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Nhất diệp tế mục, bất kiến Thái Sơn. Một lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Con người ta thường bị mê hoặc bởi hiện tượng tạm thời trước mắt mà không thể nhìn thấy được bản chất của vấn đề và toàn diện sự vật. Cũng giống như thầy bói xem voi, người sợ được chân thì sẽ cho rằng con voi sừng sững như cái cột đình, người sợ được tai thì phán con voi bè bè như cái quạt nan, người sợ được ngà thì nói con voi dài dài cứng cứng như cái đòn càn, người sợ được đuôi thì lại kiên quyết con voi tua tủa như cái chổi xẻ cùn. Thực ra tất cả đều không sai, nhưng vì chỉ đúng có một nửa nên mới trở thành sai. Và nếu tin vào cái sai ấy thì cũng giống như đang mê hoặc chính mình vậy. Cuộc sống cũng như vậy, dẫu có nắm được hết thảy mọi tri thức thế gian, làm chủ hết thảy mọi biện pháp công nghệ, thì chúng ta vẫn chỉ đang lần mờ sờ trong chân lý vĩnh hằng của vũ trụ mà thôi. Những gì chúng ta có thể nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy vẫn là quá nhỏ bé và hữu hạn, trong khi hiện thực lại rộng lớn vô cùng. Bởi vậy, cổ nhân vẫn luôn giảng rằng, con người chính là ở trong mê, không nên vì lợi ích hiện thực mà bị giả tướng của đời thường làm mê hoặc. Chỉ khi nhắm mắt lại để tâm tĩnh tựa mặt hồ
thì mới có thể nhìn thấy được những ý vị cao thâm. Hóa ra, chúng ta chính là những chú hề trong cuộc sống. Thực tế điều này giống như một lá che mắt, cũng là tình trạng sống của đa số mọi người. Có lẽ chúng ta bị hạn chế bởi cuộc sống, bị hạn chế bởi góc nhìn hoặc bị hạn chế bởi ý nghĩ cố hữu. Chúng ta luôn cho rằng mình nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, nhưng mà thực tế suy nghĩ này lại khiến chúng ta rơi vào một trạng thái tê liệt và mơ hồ. Chúng ta tranh cãi vì quan niệm của bản thân, tranh luận vì lập trường của mình. Dường như chúng ta đã nhìn thấy thế giới, nhưng mà thực tế chỉ nhìn thấy một chiếc lá cây. Đúng là không nên bàn luận về đại dương với con ếch chỉ ngồi ở đáy giếng, bởi vì nó không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Không nên bàn luận về mùa đông với côn trùng mùa hè, bởi vì nó không thể cảm nhận được. Không nên bàn luận về đạo đức với những người cố chấp, bởi vì họ không thể hiểu được. Nói đến đây, chắc nhiều người sẽ liên hệ đến những sai lầm của chính mình trong quá khứ và cũng hiểu rõ sự thiếu sót của bản thân mình. Loài người chúng ta bị giới hạn bởi thời gian, không gian và thời đại mà chúng ta sống. Do đó hầu như mọi người đều chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của thế giới, kể cả những người được coi như là thánh nhân như Khổng Tử hay các vị vua trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Chúng ta mỗi người đều sống trong thế giới của riêng mình. Những gì chúng ta cho là chân lý hay bí mật của thế giới, thực chất chỉ là ý niệm của chính bản thân mình. Khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta mới nhìn thấy bầu trời rộng lớn của riêng mình, mới có khả năng thoát khỏi những suy nghĩ, tư duy cố hữu. Khổng Tử tên thật là Khâu, sinh năm 551 trước công nguyên tại nước Lỗ, nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Năm lên ba, Khâu mồ côi cha, lớn lên phải làm lụng để giúp mẹ nhưng rất ham học. Từ năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử, Khổng Tử. Từ năm 34 tuổi, trong suốt gần 20 năm, Khổng Tử dẫn học trò đi khắp các nước trong vùng để truyền bá tư tưởng và tìm người biết dùng mình. Nhiều nơi thầy trò bị bỏ đói, bị vây, bị dọa giết và đạo của ông thì chẳng có ai dùng. Cuối đời, ông tiếp tục dạy học và bắt tay vào soạn sách. Ông mất năm 479 trước công nguyên, thọ 73 tuổi. Mỗi lần bị bỏ đói, bị vây, bị dọa giết, Khổng Tử không những không lo lắng mà còn rút ra cây đàn trường xuyên và chơi ngay tại chỗ. Vì thế, học trò Tử Lộ đã hỏi thầy mình: "Tại sao thầy lại tự tin như vậy?" Khổng Tử trả lời rằng: "Từ khi sáng lập Nho học, ông đã nhiều lần rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà không thể đạt được điều mình mong muốn. Điều này không phải do ông tự tin hay không tự tin, mà chính là số mệnh. Liệu điều này có phải do con người có thể kiểm soát? Đây chính là thời vận. Hoàn cảnh khó khăn là số mệnh, thuận lợi là do thời vận tạo nên. Bởi vì hiểu được hai nguyên lý này nên mới có thánh nhân bình tĩnh trước nguy hiểm." Ngoài ra, hầu hết những suy nghĩ khác thực chất đều chỉ là nhìn đời qua kẽ hở của một chiếc lá, không thể thấy được toàn bộ bức tranh lớn của cuộc sống và thế giới. Sau khi nhận ra giới hạn của bản thân, chúng ta nên làm gì để tiếp cận con đường đạo rộng lớn kia đây? Sự nhận thức của loài người tồn tại nhiều hạn chế, do đó chúng ta mới đặt ra các tiêu chuẩn về đẹp, xấu, lớn, nhỏ, tốt, xấu để giúp thế hệ sau nhận biết thế giới này. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, những tiêu chuẩn mà chúng ta tạo ra dưới sự hạn chế nhận thức cũng có giới hạn lớn. Vì thế, những gì chúng ta cho là tốt, xấu, lớn, nhỏ luôn không ngừng biến đổi. Chính vì thế, Lão Tử có câu: "Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa." Có nghĩa là họa là điều kiện tiên quyết của việc tạo thành phúc, nhưng phúc lại ẩn chứa nhân tố tạo thành họa. Nói cách khác, chuyện tốt và chuyện xấu là có thể chuyển hóa cho nhau, và dưới một điều kiện nhất định, phúc có thể sẽ cải biến thành họa, mà họa cũng có thể biến thành phúc. Bất luận một sự tình gì phát sinh đều chỉ có thể có hai loại kết quả, đó là tốt hoặc xấu. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ này đều là như thế. Một sự tình xảy ra, nó có thể là tốt và cũng có thể là không tốt. Sự phát triển của sự vật đều là có thể chuyển hóa giữa tốt và xấu. Đôi khi, sự việc tốt có thể chuyển thành xấu
và sự việc xấu có thể chuyển thành tốt. Khi chúng ta hiểu được những hạn chế này, chúng ta nên định nghĩa thế giới như thế nào? Bây giờ tôi hỏi bạn, liệu bạn có coi thánh thần là lớn, còn ma quỷ là nhỏ bé không? Nói như vậy là chúng ta có thể hiểu biết về thánh thần hay ma quỷ phải không? Không thể như thế được, bởi vì đây chỉ là một sự ghi nhận. Loài người phải dùng ngôn từ để định nghĩa thế giới, nhưng sự thật, ngôn từ lại không thể định nghĩa thế giới. Muôn vật trong thế giới này không có sự phân biệt lớn nhỏ, tốt xấu, thành công thất bại, không có tiêu chuẩn. Thời gian không có điểm dừng, thậm chí sinh tử cũng không có sự khác biệt. Nói đến đây, câu chuyện đã có hướng của lý thuyết về vạn vật kỳ diệu. Hãy từ bỏ nhận thức cố hữu của chúng ta, dám phá vỡ lập trường của bản thân mới có thể nhìn thấy một thế giới khác. Nếu nhìn người khác bằng ánh mắt phê phán, chúng ta sẽ không thể thấu hiểu được bản chất của mọi sự việc. Họ không chỉ bị chính bản thân mình giam giữ, mà ngay cả nếu lão tử còn sống, e rằng ông cũng chỉ thấy rằng họ đáng thương. Nói chung, nó giống như những bông hoa và cỏ dại bình thường. Chúng ta cảm thấy nó có ích thì nó có ích, cảm thấy nó vô ích thì nó vô ích. Do đó hãy vứt bỏ khái niệm thế tục để nhìn thấu đáo hơn một sự vật. Khi đối xử với những người hay tranh cãi, phương pháp tốt nhất là kết thúc chủ đề một cách nhanh chóng. Những mâu thuẫn xảy ra thực sự là đang giải thích sự khác biệt giữa con người và con người, cũng như việc mọi người thường thích đưa ra sự đối lập nhị nguyên. Trong một cuộc tranh luận phải có kẻ đúng người sai, nhưng mà sự thật tất cả chỉ là những hành động vô nghĩa. Về những điều này trong đạo Phật gọi là tà kiến, mà nghĩa rốt ráo của chánh kiến là không phân biệt. Thấy mọi người như nhau, không tốt cũng không xấu, không thông minh cũng không ngu dốt. Đừng nghĩ rằng mật ong ngọt là tốt, còn một số thực phẩm khác thì là đắng và xấu. Mặc dù bạn có thể ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng khi cơ thể hấp thụ và bài tiết ra ngoài, chúng đều giống nhau. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với cả một cái chén nhỏ, nhưng mà khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Tâm phân biệt phát xuất từ tham muốn và si mê, nó muốn nhuộm màu mọi vật bằng lối này. Đó là thế giới do chính chúng ta tạo ra. Như vậy cái ly vốn không lớn, không nhỏ, việc cảm thấy lớn hay nhỏ là do tâm phân biệt của chúng ta. Chúng ta dùng tham, ái và si mê để so sánh với cái khác, nên có sự phân biệt lớn nhỏ. Tại sao đường thì ngọt mà nước lã thì chẳng có vị gì? Bởi vì bản chất của chúng là vậy. Suy nghĩ hay tĩnh lặng, đau khổ hay khoái lạc cũng đều thế. Muốn đừng suy nghĩ nữa là một chuyện sai lầm. Đôi lúc suy nghĩ, đôi lúc yên tĩnh, chúng ta phải thấy cả hai đều có cùng bản chất vô thường, bất toại nguyện và đều không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng nếu chúng ta băn khoăn lo lắng và suy nghĩ xa hơn, tôi đau khổ, tôi không muốn suy nghĩ nữa, thì chúng ta đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp bởi quang kiến sai lầm của mình. Vào lúc chúng ta cảm thấy suy nghĩ là đau khổ, chẳng khác nào chúng ta đang bị cướp. Chúng ta phải làm thế nào để chấm dứt sự suy nghĩ này đây? Ban ngày trời sáng, ban đêm trời tối, phải chăng đau khổ nằm trong sự sáng hay tối này? Chỉ khi chúng ta so sánh sự vật hiện tại với những gì mà ta đã gặp trước đây, hoặc chúng ta mong mỏi chúng xảy ra trong chiều hướng mà chúng ta mong đợi, chúng ta mới đau khổ. Một cách rốt ráo thì sự vật là như vậy. Như vậy, chỉ vì chúng ta so sánh nên mới nhận lấy đau khổ. Bởi vậy, cổ nhân vẫn luôn giảng rằng, con người chính là ở trong mê, không nên vì lợi ích hiện thực mà bị giả tướng của đời thường làm mê hoặc. Chỉ khi nhắm mắt lại để tâm tĩnh tựa mặt hồ, thì người ta mới có thể tìm thấy những ý vị cao thâm. Giác ngộ không có nghĩa là chết và bất động như một pho tượng. Người giác ngộ cũng suy nghĩ, nhưng biết tiến trình suy nghĩ đó là vô thường, bất tại nguyện và không có tự ngã. Người hành thiền sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải truy tầm đau khổ và chặn đứng nguyên nhân gây ra đau khổ. Nếu không thấy được điều đó thì trí tuệ sẽ không bao giờ nảy sinh. Không nên đoán mò mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác đúng theo thực tướng của nó.
Cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn đề của chúng ta. Giác ngộ chính là thấy biết sự vật như vậy đó. Niết bàn chính là đạt được trạng thái này vậy. Trạng thái không thiện, không ác chính là trạng thái nguyên thủy nhất của đạo. Lão Tử cho rằng, thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dụng, dĩ quan kỳ kiếu. Tức là thường không có dục để nhìn thấy được cái vi diệu của mình, thường có dục để nhìn thấy chỗ giới hạn của mình. Nó có thể từ vô quan hoặc có thể từ hữu quan, bởi vì hữu hay vô đều là biểu hiện của đại đạo. Có một câu nói quan trọng gọi là hà vi hổ, tại sao lại làm? Và hà bất vi hổ, tại sao không làm? Vị thế tự hóa, tự nhiên biến đổi. Nói rằng không có gì phải làm hay không phải làm, vì làm hay không làm, mọi thứ đều nằm trong sự biến đổi tự nhiên. Điều này một lần nữa chỉ ra lý do tại sao Lão Tử chạm tới đại đạo không chủ động để lại Đạo Đức Kinh, mà chỉ khi được Yến Hỷ yêu cầu mới tuân theo tự nhiên để lại Đạo Đức Kinh cho thế hệ mai sau. Ý nghĩa của việc nhận thức đạo không nằm ở việc khám phá thế giới, mà nằm ở việc có thể hiểu được quy luật của thế giới, biết rõ khi nào nên dừng lại, biết hài lòng với vận mệnh, tìm kiếm lối thoát trong hoàn cảnh khó khăn, tránh né những nguy hiểm đang rình rập khắp nơi trên đời. Điều này giống như Lão Tử đi về phía Tây, trốn tránh sự suy thoái của triều đại nhà Chu. Trong quá trình tuân theo tự nhiên, người ta sẽ hiểu được cách bảo vệ bản thân một cách thông minh. Bốn chữ tóm tắt lại là phản phác quy chân. Lúc đạt đến đỉnh cao nhất cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát. Nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới tối thượng trong đạo, quay lại như lúc ban đầu, quên đi tất cả bản thân, đã không còn khái niệm cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý, trở về với bản chất tự nhiên. Trong võ học, người ta hay dùng câu này, đó chính là vô chiêu thắng hữu chiêu. Không hạn hẹp gò bó, thoát khỏi khuôn mẫu máy móc, tự do tự tại, tùy theo sự thay đổi biến hóa của đối thủ mà điều chỉnh. Thông qua góc nhìn của đạo, con người có thể nhìn xuyên qua bề ngoài của sự vật, nhìn thấy bản chất của chúng. Đó chính là ý nghĩa cuối cùng mà ta cần đạt được. Radio Suy Ngẫm muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người hữu duyên đã theo dõi video này. Hy vọng những chia sẻ của kênh giúp chúng ta hiểu hơn về đạo, áp dụng nó vào trong cuộc sống thường ngày của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè và người thân của mình để cùng nhau khám phá và trải nghiệm những giá trị tinh thần đẹp đẽ từ đạo. Bây giờ hãy nhấn nút đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh nhé. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp Radio Suy Ngẫm có động lực để tiếp tục chia sẻ và lan tỏa những giá trị tuyệt vời, giúp cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.